cây xương khỉ chữa khỏi ung thư gây sốt châu Á. Một loạt nghiên cứu cho kết quả gì? Chưa rõ thực hư thông tin cây xương khỉ chữa bệnh ung thư tới đâu và hiệu quả như thế nào, nhưng số người bị ung thư từ chối phẫu thuật, xạ trị, hóa trị xin về để theo uống là thuốc này cũng không hề ít. Dưới đây là những nghiên cứu về công dụng của loại cây này. Theo lương y Nguyễn Văn Cường, Hội Đông y Biên Hòa thì, cây xương khỉ mọc dại khá phổ biến ở miền Nam. Có nguồn tin từ Mơ Laser cho rằng cây xương khỉ này, dùng lá xay sinh tố uống nước có thể chữa khỏi ung thư. Cây xương khỉ là loài cây mọc dại còn có tên khác là khỉ xanh, ngải bìm bịp, mảnh cọc, xương khô. Theo lương y Nguyễn Văn Cường, cây xương khỉ chỉ có tác dụng hỗ trợ chữa ung thư nếu kết hợp với các vị thuốc khác. Trong đông y, cây xương khỉ có tên gọi mảnh cọc có vị ngọt, tính bình, có tác dụng thanh can, lợi đảm. Mảnh cọc một vị phối ngũ với nhiều vị khác dùng chữa viêm gan, vàng da, giảm tiết mật. Theo bác sĩ Đinh Văn Lượng, Phó Giám đốc Trung tâm Ung thư Phổi Quốc gia cho hay, trong giới y khoa tôi cũng chưa từng nghe thấy ai nhắc tới loại cây xương khỉ có thể chữa khỏi được bệnh ung thư. Còn có thông tin cây thuốc xương khỉ này điều trị tốt ung thư thì chúng tôi phải biết đầu tiên. Tôi cũng chưa thấy có công trình nghiên cứu nào chứng minh loại cây này tiêu diệt được tế bào ung thư. Theo tiến sĩ Đinh Văn Lượng, người dân Việt Nam hiện nay đang có tư tưởng có bệnh thì bái tứ phương. Trong khi đó, những thông tin về bệnh ung thư đăng tải không có kiểm chứng khiến cho mọi người tin dùng loại cây không có tác dụng bỏ qua cơ hội chữa bệnh. Hiện nay, cách điều trị ung thư phổi tốt nhất là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, nội tiết và trúng đích. Tùy thuộc vào tiến trình phát triển của bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Ung thư phổi nếu phát hiện sớm sẽ có cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, tiến sĩ Đinh Văn Lượng nói. Theo đông y truyền thống, cây bìm bịt được dùng để điều trị viêm thận, teo thận, suy thận, sỏi thận, vị cứu tinh của bệnh nhân thận. Điều trị viêm họng, viêm gan, vàng da, bệnh ngoài da, tăng huyết áp, lượng đường trong máu cao, cholesterol cao, viêm dạ dày, thấp khớp, cũng như nhiều loại bệnh ung thư có hiệu quả điều trị tốt.